Lịch Ngày Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi tháng 3 âm lịch của người tuổi Tý. Xem tử vi tháng 3 năm 2018 âm lịch của người tuổi Tý, thấy dấu hiệu bừng sáng bất ngờ. Trong tháng, bản mệnh được tam hợp quý nhân nâng đỡ, đồng thời gặp tài khố, nỗ lực làm việc sẽ có viễn cảnh sự nghiệp tươi sáng. Có điều, vẫn có điểm tiểu nhân quấy phá tại thời điểm này, đừng tin người quá để dễ dàng bị lừa gạt, nhất là trong hợp tác làm ăn. Tài lộc khá vượng, tình hình kinh doanh buôn bán khả quan, không chỉ thu về đủ vốn bỏ ra mà còn bỏ túi không ít lợi nhuận. Việc đòi nợ hay vay tiền để kinh doanh đều diễn ra thuận lợi. Về tình cảm, vợ chồng cần kịp thời chia sẻ những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, dành thời gian quan tâm nhau nhiều hơn mới hạn chế xung đột xảy ra. Người độc thân đi xa có lợi cho nhân duyên. Sức khỏe tuổi Tý bình ổn, không thấy dấu hiệu bất thường. Đi lại cẩn thận, tránh va quẹt xe cộ. Đồng thời duy trì thói quen sinh hoạt đúng giờ, tránh bệnh cũ tái phát, nhất là chứng đau dạ dày. Tử vi tuổi Tý tháng 3 năm 2018 sự nghiệp. Tình hình công việc trong tháng 3 năm 2018 âm lịch của người tuổi Tý rất lạc quan, mưu sự dễ thành, nỗ lực tới cùng sẽ được đền đáp xứng đáng. Dưới sự dẫn dắt của tam hợp quý nhân, những chú chuột hăng hái hành động, chú trọng đại cục, tập thể chứ không còn chủ nghĩa cá nhân như trước. Vận khí thay đổi khi ta thay đổi, điều đó đúng với bạn trong trường hợp này. Người làm công ăn lương hài lòng với công việc hiện tại, có thể bạn đang toan tính đề xuất tăng lương hay thưởng. Điều này hoàn toàn hợp lý và phù hợp với năng lực xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Người làm cơ quan nhà nước có một tháng nhiều biến động, đa phần là biến động tích cực. Càng đi xa thì càng có lợi cho bản mệnh. Cơ hội thăng tiến đang cận kề, hãy bước thật chậm nhưng chắc để có thể về đích an toàn hơn. Có điều tháng này nguyệt lệnh lâm thai ở Bính Hỏa, vận khí có thể tăng giảm thất thường, vẫn có điểm tiểu nhân quấy phá nên không được chủ quan khinh suất. Tử vi tuổi Tý tháng 3 năm 2018 tài lộc. Xem tử vi 2018 của người tuổi Tý, tháng 3 âm lịch này, tài vận của bản mệnh khá vượng. Tam hợp quý nhân đưa đường chỉ lối tài khố, kinh doanh buôn bán 144 lời, đầu tư cũng thuận lợi. Nếu đang ấp ủ kế hoạch mới hay dự án nào đó như kinh doanh online, mở cửa hàng bán đồ thời trang, đồ ăn, thức uống, tuổi Tý tranh thủ chọn ngày đẹp trong tháng 3 âm lịch để tiến hành, rất khả thi. Tháng này việc đòi nợ hay vay vốn làm ăn của bạn đều diễn ra suôn sẻ, thậm chí một vài khoản nợ khó đòi trước đó bỗng dưng được hoàn trả. Tình hình tài chính lại càng ổn định. Xem phi tinh tháng có bát bạch tài tinh bay vào hướng bắc gặp ngũ hoàng đại sát tinh, cát khí có phần giảm sút. Tại phương vị này rất cần bố trí phong thủy hợp lý để tăng cường cát khí cho bát bạch, từ đó kích hoạt tài khí, thúc đẩy tài lộc dồi dào. Theo đó, tuổi Tý có thể bài trí vật phẩm phong thủy, quả cầu thạch anh màu đỏ hoặc hồng ở hướng bắc, phòng khách ngôi nhà hay bàn làm việc. Như vậy sẽ dễ dàng hút tài khí, công việc kinh doanh càng thêm thuận lợi. Tử vi tuổi Tý tháng 3 năm 2018 tình duyên. Xem tử vi tháng 3 năm 2018, trong tháng người tuổi Tý độc thân đi xa sẽ có lợi cho nhân duyên. Có khả năng trên chuyến đi xa đó, bản mệnh sẽ gặp được đối tượng phù hợp, câu chuyện tình yêu lãng mạn bắt đầu từ đây. Đời sống hôn nhân của các cặp vợ chồng giống như cầu vồng sau cơn mưa, sự hoài nghi hay mâu thuẫn đều được hóa giải. Hai bạn nên dành nhiều thời gian để sẻ chia hơn những vấn đề xảy ra trong cuộc sống để tạo sự kết nối bền chặt. Theo phi tinh tháng, nhất bạch chủ đào hoa bay vào hướng đông, cùng tinh tương sinh càng thúc vượng đào hoa. Có điều lại bị thất xích ảnh hưởng, có thể biến đào hoa lành thành đào hoa dữ, gây ra các mối quan hệ yêu đương phức tạp, có thể chia rẽ hạnh phúc gia đình. Để hóa giải đào hóa sát, bản mệnh có thể sử dụng kiếm gỗ đào đặt trong phòng ngủ. Vật phẩm phong thủy này có thể có tác dụng loại bỏ đào hóa sát, xua đuổi kẻ thứ ba, đưa bạn đời về bên cạnh mình. Tử vi tuổi Tý tháng 3 năm 2018 sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Tý ổn định trong suốt tháng Bính Thìn. Tuy nhiên, đây là tháng cuối cùng của mùa xuân, bắt đầu bước vào thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường,
khó tránh mắc các bệnh vặt như cảm cúm, ho hắng, cơ thể mệt mỏi. Bên cạnh đó có dương nhận hung tinh xuất hiện, hết sức cẩn thận khi sử dụng hoặc tiếp xúc với các đồ vật kim loại sắc nhọn, kẻo bị thương, chảy máu. Đồng thời đi lại cẩn trọng, xuất hành đi xa thì càng phải chú ý, nên có người đi cùng, đề phòng xảy ra sự cố bất ngờ còn kịp thời giúp đỡ. Với những ai từng có bệnh sử đau dạ dày, nên chú ý thói quen sinh hoạt, ăn uống đúng giờ, tránh bệnh cũ tái phát, càng thêm nghiêm trọng. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tý. Mậu Tý, hỏa, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết, sống buông bỏ, vị tha để thấy đời nhẹ nhàng hơn. Quý nhân, Tý, Tuất. Tiểu nhân, Thìn, Dậu. Màu sắc may mắn, đỏ, cam. Canh Tý, thổ, nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết, vận khí tốt không bằng sự nỗ lực của bản thân, hãy làm hết sức có thể, kết quả đạt được không quan trọng bằng quá trình trải nghiệm. Quý nhân, Thìn, Thân. Tiểu nhân, Tuất, Mão. Màu sắc may mắn, vàng, đỏ. Nhâm Tý, mộc, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết, trục trặc đời sống hôn nhân vì thiếu sự sẻ chia, sức khỏe giảm sút, chú ý ăn uống đủ chất chứ đừng thừa chất. Quý nhân, Thìn, Hợi. Tiểu nhân, Ngọ, Tị. Màu sắc may mắn, xanh dương, đen. Giáp Tý, kim, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết, tài lộc khởi vượng, tập trung dồn vốn đầu tư, kinh doanh, ắt thu lời lớn. Quan trọng là phải kiên trì, bằng không mọi thứ sẽ công cốc. Quý nhân, Sửu, Thân. Tiểu nhân, Mão, Dậu. Màu sắc may mắn, trắng, vàng. Bính Tý, thủy, nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết, cần cù bù thông minh, bản mệnh đừng nhanh nhạy ổ đoàn mà phạm sai lầm. Dành thời gian học tập, nghiên cứu nhiều hơn sẽ rất có lợi cho chuyện thi cử, đường công danh về sau này. Quý nhân, Thìn, Tuất. Tiểu nhân, Hợi, Ngọ. Màu sắc may mắn, đen, nâu đậm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Đừng quên khám phá tử vi tháng 3 âm lịch năm 2018 của 12 con giáp được cập nhật liên tục trên kênh Lịch Ngày Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.